Chào quý vị và các bạn, hiện nay các tòa nhà cao tầng, chung cư cao cấp, văn phòng và trung tâm thương mại thì hệ thống cấp nước đóng vai trò rất quan trọng. Sau đây tôi xin giới thiệu hệ thống cấp nước tại tòa nhà. Tôi xin giới thiệu với các bạn về hệ thống toàn bộ hệ thống cấp nước của tòa nhà. Từ đồng hồ nước tổng của hai nâng cấp vào bể nước đặt tại tầng 1 của động E với thể tích là 195 m3. Qua hai máy bơm với đường ống là D150 được bơm lên bể mái với dung tích là 64 m3 và được cấp xuống các tầng từ tầng 34 xuống với tầng 29 với đường ống là D100 và từ tầng 29 xuống tới tầng 8 là D80 và từ tầng 7 xuống tới tầng 6 là D80 và dưới tầng 1 là D32. Từ đồng hồ nước tổng của Hà Đông sẽ được cấp nước vào bể tầng 1 với lốc E với đường ống D100 sẽ được cấp nước vào bể cứu hỏa và bể nước sinh hoạt. Tôi xin giới thiệu với các bạn về các thiết bị trên tủ điều khiển của tủ bơm. Thứ nhất là đèn báo pha, thứ hai là đồng hồ đo điện áp và đồng hồ đo dòng. Voltmét là dùng để đo điện áp giữa các pha, công tác chọn chế độ giữa auto và bằng tay, và đồng hồ ampermét là dùng để đo dòng điện giữa các pha. Đèn báo thể hiện máy bơm số 1 chạy và nút điều khiển cho máy bơm chạy. Đèn báo đỏ là báo bơm dừng. Nút ấn màu đỏ là báo dừng bơm. Ở bên dưới là những cái đèn báo pha này thể hiện cho báo mức nước của các bể. Đèn báo đang sáng là thể hiện mức nước của bể ở bên dưới đang báo ở mức cao. Tôi xin giới thiệu đây là con ICP tổng để cắt cho hai máy bơm với dòng điện là 100A. Con ICP thứ nhất cắt cho máy bơm số 1 với dòng điện là 80A. Con ICP số 2 cắt cho máy bơm số 2 với dòng điện là 80A. Bộ sensor cảm biến báo mức nước ở trên bể mái, bộ sensor cảm biến báo mức nước ở dưới tầng 1. Tuy có tác dụng là để đo dòng điện giữa các pha, và bộ RM4T có tác dụng là tránh trường hợp mất pha, ngược pha, đảo pha. Và đây là các dây leo trung gian điều khiển cho các chế độ. Khởi động từ thứ nhất, bộ khởi động từ thứ nhất có tác dụng là điều khiển cho động cơ số 1. Bộ khởi động từ số 2 là có tác dụng điều khiển cho động cơ số 2. Từ bể nước tầng 1 sẽ được cấp nước vào hai máy bơm với van tổng là D150. Cấp vào máy bơm thứ nhất với van chặn là 100 và cấp qua inox khớp nối mềm, và đồng hồ báo áp suất của mức nước ở trong bể cấp vào trong máy bơm. Máy bơm có công suất là 30 kW. Đồng hồ thứ hai là báo mức áp suất bơm lên bể trên mái. Đường ra của máy bơm sẽ được kết nối với đường bơm lên mái D100 qua khớp nối mềm, qua van một chiều và van chặn D100. Tôi xin giới thiệu với các bạn về cách vận hành của tủ bơm. Đây là công tắc chọn chế độ giữa auto và men. Chúng ta sẽ chuyển về chế độ men. Sau đó chúng ta điều khiển máy bơm cho máy bơm chạy. Trong quá trình máy bơm chạy, chúng ta phải nghe tiếng của máy bơm để kiểm tra xem bơm nó có hiện tượng gì xảy ra. Sau khi máy bơm chạy, chúng ta phải kiểm tra đồng hồ áp suất bơm lên bể mái với 4 kg trên cm khối. Lúc đấy là máy bơm đang chạy ổn định. Tôi giới thiệu với các bạn, đây là bể nước trên tầng mái block E với dung tích là 66 m3, được chia làm hai bể và được kết nối giữa hai bể là một cái van D150. Đây là đường nước cấp xuống và được cấp vào đường ống D150.
Đây là đường ống nước bơm lên bể mái với đường ống là D100. Đường ống nước trên bể mái được cấp xuống nhờ một vát tổng cấp nước cho tầng. Đây là các đồ nước cấp cho từng căn hộ. Khi căn hộ có một sự cố nào xảy ra, chúng ta sẽ khóa nước của từng căn hộ đấy lại. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về hệ thống cấp nước sinh hoạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.